Xuống giống gần 2 tuần nay, đây là thời điểm diện tích bắp sú này của gia đình chị Bình ở thị trấn Thanh Mỹ, huyện Đơn Dương đang rất cần nước tưới. Tuy nhiên, thời tiết khô hanh dẫn đến nhiều nguồn nước trong khu vực bắt đầu cạn kiệt. Thời tiết này là chắc chắn là phải thiếu nước rồi. Ở đây là có hai cách, một cái là đóng giếng, một cái không giếng. Dưới lòng đất này mình đào hơn thì chúng nó luôn nước ngon, còn không thì không có nước cũng chịu. Cũng như gia đình chị Bình, được khuyến cáo hơn một tháng nay, nhưng hạn hán phức tạp làm người dân không kịp trở tay. Suối, ao hồ và nhiều nguồn nước khác bắt đầu khan hiếm. Ngoài trạm bơm Đạ Sòn, hiện nay huyện Đơn Dương có trạm bơm hợp tác xã Thành Nghĩa, Thành Mỹ. Nhưng công suất của trạm bơm này chỉ đảm bảo tưới cho khoảng 50 hectare cây trồng. Lượng nước như năm nay thì là cũng không có thể nào đủ để trong cái thời gian kéo dài. Chỉ một tuần lễ là nó đi xuống 20 phân rồi. Nếu mà cạn kiệt quá mà nếu mà không có ấy thì phải chấp nhận. Ngành nông nghiệp Đơn Dương cho biết trong những ngày tới nếu không có mưa, hạn hán sẽ phức tạp hơn. Một trong những phương án được địa phương thực hiện ngay từ đầu mùa khô và hiện nay đó là khuyến cáo người dân tổ chức chuyển đổi cây trồng phù hợp. Những cái cây trồng mà sử dụng nhiều nước thì khuyến khích chuyển sang cây trồng sử dụng nước nó tương đối ít hơn. Ví dụ như là cây lúa thì chúng tôi sẽ vận động chuyển sang cây rau. Hiện nay đối với cây lúa thì chỉ còn có 525 hectare thôi và cây rau đã lên đến là trên 10.000 hectare. Chúng tôi cũng đã vận động tuyên truyền bà con là chuyển đổi cơ cấu cây trồng sao cho phù hợp. Thứ nhất về cái vụ lúa đông xuân năm nay thì chúng tôi đã giảm từ 78 hectare xuống hiện tại bây giờ còn khoảng trên dưới 10 hectare là những cái cây nhu cầu cần nước nhiều. Còn hầu hết là chuyển đổi qua cơ cấu cây trồng cho nó phù hợp với cái lượng nước. Huyện Đơn Dương hiện có trên 20.320 hectare diện tích sản xuất nông nghiệp. Ngoài 5 hồ thủy lợi và 42 công trình thủy lợi phục vụ tưới cho 20% diện tích cây trồng, thì 80% diện tích còn lại thì người dân vẫn phải chủ động từ các nguồn nước khác. Theo thống kê toàn huyện Đơn Dương thì có trên 1.000 hectare thiếu nước. Tuy nhiên những ngày tới nếu không có mưa thì diện tích thiếu nước sẽ tiếp tục tăng lên. Vận động nhân dân ứng dụng sản xuất với các cái kỹ thuật cao như nhà kính, nhà lưới và sử dụng cái tưới tiết kiệm nước như là cái tưới phun, tưới nhỏ giọt vân vân, chủ động sử dụng cái nguồn nước ngọt khoan giếng và sử dụng các cái hồ chứa của gia đình đảm bảo được là cái đất sản xuất của bà con luôn luôn có nước. Cấp bách chống hạn cho cây trồng và đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của huyện Đơn Dương. Cùng với việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự linh động của người dân thì sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời phân công cán bộ chuyên môn bám cơ sở cùng chính quyền các xã tổ chức kiểm tra nắm tình hình là rất cần thiết. Đây là yếu tố quan trọng để cùng với bà con thực hiện các phương án chống hạn cho cây trồng trong mùa khô năm nay. Sau ngày đất nước thống nhất, vào làng hoa những mái nhà hiện đại đẹp đẽ sang sát mọc lên. Những tỷ phú nghề hoa đang tiếp tục ghi tên mình vào sự nhân rộng và phát triển của nghề hoa. Và nhìn lại những hình ảnh này, đến thực tế làng hoa hôm nay mới trân quý công sức của những con người đã làm đổi thay mạnh mẽ những làng nghề, mang những mùa xuân tươi tắn, vĩnh cửu đến mảnh đất này.